chào các quý vị khán giả thân mến đang theo dõi clip của DVH Audio nha. Trong chương trình ngày hôm nay thì DVH xin giới thiệu tới toàn thể quý khán giả thân mến một cái chiếc giắc loa rất là đẹp. Đây trên tay DVH đây, giắc loa này nó làm bằng một cái chất liệu rất là tốt và cái này là hàng chính hãng luôn các bác nhé. Hàng chính hãng luôn, cầm rất là chắc tay. Đây, cái này nó làm rất là to, cái này là bằng kim loại luôn này. Rất là chắc tay, chính hãng luôn của DB Acoustic và cái này thì được sản xuất ở Hàn Quốc, Korea. Công ty DB đặt hàng bên Hàn Quốc, nó làm ra cái giác này made in Korea, rất là đẹp. Đấy, trên tay DVH này, một chiếc giác rất đẹp luôn. Cái này thì các bác đi làm âm thanh sân khấu sự kiện thì chơi cái giác này thì chắc là dùng độ một vài năm thì chắc là cũng không phải thay. Cái giác này là giác rất là tốt. Ở trong cái túi, một cái túi này của nó thì là nó đóng là 10 cái các bác nhé. Một túi này là đóng 10 cái và trong cái túi to lại có 5 cái túi nhỏ này. Mỗi cái túi nhỏ này là lại có 2 cái. Đấy, các cái tiêu chuẩn nó đóng ở trên túi này. Đấy, rất là nhiều các bạn. Đấy, các cái tiêu chuẩn họ đóng ở trên bao bì này. Nói chung là toàn tiếng Anh thôi. Em đọc em chả hiểu gì. Nên là tôi xin phép các bác là thông cảm không review mấy cái chữ trên vỏ túi. Đây là sau khi tháo ra thì nó sẽ như thế này, cũng như bao nhiêu cái giắc loa khác thôi. Thì sẽ có 4 chấu như này. 4 chấu như này, 1 cộng 1 trừ và 2 cộng 2 trừ. Các bác đấu loa thông dụng thì đấu vào 1 cộng 1 trừ cho em. Đây, cái này là cái phần đầu giắc là để đấu dây, còn cái phần này là cái vỏ này. Cái vỏ giắc này nó có cái lẫy này. Cái lẫy này bằng kim loại. Rất là chắc tay, cầm nó sướng lắm. Cái nhựa này, cảm giác cái nhựa này nó rất là dai. Cái đầu giắc này các bác có thể cầm cái giắc này các bác ném mạnh vào tường nhưng mà chắc là nó không vỡ đâu. Tại vì em nghĩ là cái chất nhựa này nó rất là dài. Chứ nó không như các cái giắc bình thường. Như giắc bình thường các bác đi làm loa đài mà cuộn dây ấy, mà đập mạnh cái đầu giắc xuống đất này là có khi là nó đã vỡ đầu rồi. Nó vỡ đầu và nó hỏng. Đây, cái này là mấy cái bộ phận của nó. Cái này là cái chuôi này. Cái chuôi này họ làm bằng cái chất nhựa, cảm giác nó rất là dày. Nó dày dặn lắm chứ nó không kiểu mỏng mỏng như các cái giắc rẻ trên thị trường đâu. Và cái nhựa này của nó cầm cảm giác nó cứng cáp. Nói chung là hàng hãng rồi. Họ làm tỉ mỉ từ những cái chi tiết nhỏ nhất. Những cái chi tiết nhỏ họ cũng làm rất là tỉ mỉ rồi, rất là chắc. Cầm rất là chắc tay, rất là thích. Đây, sau khi đấu nối vào dây xong thì nó sẽ như thế này. Nhưng hôm trước DVH có làm một cái clip là hướng dẫn các bác đấu dây đấy. Đấy, đấu vào dây thì nó sẽ như thế này này. Rất là đẹp và trông nó chuyên nghiệp các bác nhé. Nói chung là đối với âm thanh chuyên nghiệp thì các bác cũng nên chăm chút từ những cái chi tiết nhỏ nhất, từ những cái sợi dây, những cái cọng giắc nhỏ nhỏ. Chúng ta làm nó đẹp đẽ, nó trau chuốt thì nó cũng thể hiện cái phong cách làm việc của cái người chủ nhân của dàn đồ. Chăm chút cho thiết bị của mình cũng như là mình chăm chút cho cái chất lượng âm thanh ấy thì khán giả người ta sẽ luôn tin yêu và người ta ủng hộ mình, và anh em đồng nghiệp nhìn vào thì sẽ cảm giác chúng ta sẽ chuyên nghiệp hơn rất là nhiều, lại từ những cái chi tiết rất là nhỏ thôi. Cái này thì chủ yếu là dành cho âm thanh chuyên nghiệp các bác nhé. Còn đâu các bác mà chơi karaoke gia đình thì dùng cái giác này thì khẳng định luôn là cả đời không bao giờ học, không bao giờ bị mô ve, bị sột soẹt các bác nhé. Khẳng định luôn, hàng hãng luôn. Giác này cầm rất là chắc, sướng cực kỳ này. Cái này rất là sướng. Các bác đi làm âm thanh chuyên nghiệp thì hay phải xoáy ra xoáy vào với cả oánh ở cái cường độ lớn. Thì bền đến mấy thì bền, thì cũng nên khuyên các bác là dùng cũng độ 1-2 năm là chúng ta nên phải thay cái đầu này. Tại vì vặn nhiều, tại vì các bác đi làm cứ đến thì vặn vào xong lại tháo ra mang về. Về xong rồi đôi khi là mở ở nhà lại test nghịch, rồi đến đám khác lại cắm vào lại rút ra. Nó rất là nhiều nên là cái cực của nó ở trong này, ở trong nó có 4 cực này. Thì vặn ra vặn vào nhiều thì nó cũng như là dạng kiểu cái lốp xe, các bác đi nhiều thì nó sẽ phải mòn. Cái này nó cũng như vậy. Thì cái hàng tốt này, cái của đắt tiền này thì nó sẽ bền, nó bền bỉ hơn và nó ổn định. Tức là các bác sẽ không bị mô ve sột xoẹt dẫn đến chết cục đẩy. Và sột xoẹt trong cái quá trình sử dụng nó rất là bừng mình. Nhưng mà dùng lâu thì vẫn nên thay các bác nhé. Vẫn nên thay, tại vì rồi đến một ngày, tức là đồ bền đến mấy thì bền thì cũng phải có lúc nó hỏng. Nên là vẫn khuyên các bác là đi làm âm thanh sân khấu sự kiện 1-2 năm là lên phải thay hết toàn bộ các cái đầu giác này. Còn các bác dùng gia đình thì dùng cả đời luôn, không bao giờ hỏng. Đấy, nói chung các bác đi làm âm thanh thì chắc là các bác cũng hiểu được cái cảm giác đang làm mà có cái loa nó kêu, có cái loa nó không kêu, rồi là lúc thì nó kêu, lúc thì nó lại không kêu, rất là bực mình là do những cái giác này này, do những cái giác này rẻ tiền, cắm nó không khít và nó không ăn chặt vào cái ổ loa, nên là nó sẽ sinh ra những cái trường hợp như vậy. Đây, cắm vào loa thì nó sẽ như thế này nhá các bác nhá. Các bác để ý ở trên giắc thì sẽ có một cái đầu to hơn và đầu này nó sẽ nhỏ hơn này. Thì cái đầu to nó sẽ đút vào đây. Đây, xong rồi vặn. Đấy, nó kêu tạch phát rất là chắc đây. Đấy, các bác nghe thấy tiếng không? Vặn ra thì các bác lại kéo cái lẫy này ra và xoay theo chiều ngược lại. Đấy, rất là khít.
vặn ra thì sẽ như thế này nhá. Đây này, vặn ra, kéo ra, xoay sang trái, rút ra. Đấy, rất là dễ dàng. Đấy. Cảm giác rất là chắc chắn. Đấy, cắm vào đây, rắc của DB, cắm vào loa của DB. Khít như cậu với mợ luôn. Đấy, rất là thích các bạn. Cầm chắc chắn cực kỳ luôn, rất là xịn. Ok, thì hiện tại bên DVH này đang cung cấp cái rắc loa của DB chính hãng, rắc loa của DB chính hãng luôn. Thì cái này là giá là 40.000 một cái, 40.000 đồng một cái này các bạn nhé. Giá tại cửa hàng, không bao gồm cước vận chuyển. Đấy, sau khi đấu vào đây thì nó sẽ rất đẹp, đẹp như thế này. Đây, rất là đẹp luôn. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy, dây họ cắm vào nhìn nó như thế này chứ. Rất là đẹp và rất là chuyên nghiệp các bạn nhé. Ok, 40.000 đồng trên một cái đầu rắc. Đây, DVH Audio lại khoe với các bác một tí. Là đại lý phân phối chính thức của DB Acoustic Việt Nam các bác nhá. Ok, giá 40.000 đồng trên một cái đầu rắc này của DB, hàng DB xịn luôn. Giá tại cửa hàng, chưa bao gồm cước vận chuyển. Các bác ở xa có nhu cầu mua hàng thì vui lòng liên hệ DVH, sẽ ship hàng theo đường bưu điện cho các bác nhá. Clip này DVH xin phép là dừng lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong clip sau. Ở đấy lại khoe thêm các bác này, các bác nhìn này. Cái chấu của nó trong này, nó làm rất là sáng. Nói chung là kim loại nó làm rất là xịn sò. Cái chỗ để bắt dây ở đây này, đấy nhìn này, sáng loáng luôn. Rất đẹp nhá, cái này thì không bao giờ rỉ đâu. Cái vật liệu họ làm ở đây này, đây này, cái kim loại này, cái chất thép này của nó không bao giờ rỉ. Không biết là họ pha những cái gì vào đây, nhưng mà chắc là có cả nhôm hoặc là đồng gì đấy. Tại vì cái này em làm rất là lâu rồi, chưa thấy cái nào nó bị rỉ hay nó bị ố rồi cả. Nó cứ sáng choang như này thôi, rất là đẹp các bạn nhé. Ok, clip này DVH xin phép dừng lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả thân mến trong những clip sau. Xin chúc các bác nghe nhạc vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.